Trang Pháp tài sát showbiz quá đỉnh nhưng vừa nghi vấn trên ép đồng nghiệp. Trang Pháp để lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi tham gia chị đẹp đạp gió rẽ sóng và kết quả cuối cùng của cô được nhiều người đánh giá xứng đáng. Kết quả chung cuộc của show chị đẹp trở thành đề tài bàn luận trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, có nhiều ý kiến trái chiều về những cái tên góp mặt trong nhóm thành đoàn. Tuy nhiên nhiều khán giả cũng dành sự công tâm khi đánh giá việc Trang Pháp trở thành trưởng nhóm cuối cùng là thành quả xứng đáng. Trước khi tham gia đạp gió bản Việt, Trang Pháp có gần chục năm làm nghề. Ở độ tuổi 30, cô dần lui về hậu trường để sáng tác cho các đồng nghiệp, làm nhà sản xuất âm nhạc. Quyết định tái xuất ở chị đẹp đạp giả rẽ sóng có thể xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của giọng ca. Về tài năng, sự biến hóa chơi đùa cùng âm nhạc của Trang Pháp được thể hiện rõ qua vòng sing solo đầu tiên. Khoác cho bản hit chỉ là một bản phối mới trang pháp ghi điểm với khán giả bằng một bản hát bắt tai mới lạ. Không chỉ vậy, cô còn gây ấn tượng với khả năng biểu diễn của ấn hút. Đồng ý tham gia chị đẹp trang pháp vô cùng nghiêm túc, cống hiến hết mình. Ngoài ra nữ ca sĩ không ngừng sáng tạo để mang đến cho khán giả hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Đơn cử như phần trình diễn solo đường cong ở công năm, trang pháp thể hiện chọn khả năng của mình làm từ nhạc rap vũ đạo mang cả múa cột vào trong tiết mục. Nổi bật bất kỳ vị trí nào Nhắc về trang pháp dù là trưởng nhóm hay thành viên trong team thì nữ ca sĩ luôn biết cách giúp cho cả team tỏa sáng. Xong cô cũng không để bản thân thiệt thòi khi luôn cố gắng để lại ấn tượng dù ở bất kỳ vị trí nào. Không hoa khi nói trang pháp này chị đẹp chịu nhiều áp lực. Áp lực không chỉ đến từ việc phải thể hiện ở sân khấu mà còn đến từ loạt sóng gió liên quan đến Lệ Quyên và Em Ly. Bộ ba cái tên này thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội cùng với loạt bài đăng nghi vấn rạn nứt. Theo đó nghi vấn Lệ Quyên đăng bài bóng gió trang pháp được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Bài đăng của Lệ Quyên cho rằng một chị đẹp cố tình phá hỏng công sức, chỉ trích ham hồ thèm khát vinh quang. Sự việc bùng nổ hơn khi Lệ Quyên tỏ ra bực bội trả lời bình luận của khán giả tên trang pháp. Sao tự nhiên lại lôi ai đó vô đây? Lệ Quyên viết. Dù không nêu đích danh nhưng cách Lệ Quyên và trang pháp hạn chế tương tác khiến cư dân mạng nổi lên đồn thổi một quan hệ của cả hai không còn như trước. Còn về tin trang pháp bất hòa về Emily, nguồn cơn xuất phát từ dòng trạng thái trong bài đăng hậu đêm công diện ước gì mưa phi trường của Emily. Cụ thể, cô nói đồng nghiệp muốn xây dựng hình ảnh, nghệ sĩ đa năng nên đã tin tưởng ra cho trang pháp nhiệm vụ làm nhạc với nhà sản xuất âm nhạc đi táp. Tuy vậy Emily sử dụng cụm từ tổng thể chưa ổn, chưa trơn tru phải đến khi cô tìm tới đi táp mọi thứ mới xong xuôi chót nọt, khiến khán giả cô rằng cô đang ẩn ý chê ba trang pháp. Trong đêm chung kết trao giải khoảnh khắc trang pháp chiến thắng thì nên ôm các chị đẹp, trong đó có lệ quyền cũng khiến nhiều người bàn luận. Có thể thấy dù bị đồn đoán xích mích nhưng cách mà trang pháp đối diện khiến nhiều người ngưỡng mộ.